Em xin chào toàn thể các bác, chào toàn thể anh chị em đến với vườn lan xứ Mường của em nhé. Hôm nay thì em lại chuyển sang chuyên mục trồng kỳ các bạn. Để làm sao mà cho vườn mình nhanh chóng nó chặt là em cứ chơi chậu một con. Thì anh em cùng xem cùng trồng với em nhé các bác nhé. Thì đây là em có chuẩn bị này, toàn than thôi các bác. Nhà điều kiện không có nên em chơi toàn than thôi. Nói chung là anh em có than thì dùng than, mà có vỏ thông thì dùng vỏ thông nhé các bác nhé. Có cái nào ta dùng cái đấy ạ, nhưng mà em thì chuyên về cái dòng than rồi, mùn dừa này em phơi kỹ lắm rồi đấy. Đấy, tỷ lệ của em là cứ 50-50 thì các bạn, bây giờ con một đấy. Ngày trước cũng ít hơn nhưng mà bây giờ nói thế nó 50 nhưng mà nó ấy lại nó còn một nắm bé tí mà. Đây này các bạn này, em trộn than rồi. Em trộn than nhé các bác nhá. Thì hôm nay vườn em là hết mất phân dê. Phân dê của em đang ủ chưa được, nên là chưa được thì em chưa dùng. Em sẽ bón sau và em cho ít vỏ thông nhỏ vào để cho nó bổ sung những dưỡng chất thiếu của than. Các bạn cho ít thôi. Đấy, anh em thấy chưa ạ? Anh em cứ chọn cho em là tùy theo từng tỷ lệ. Ở khu em ít mưa thì em cho nhiều một dừa, ở khu của anh nhiều mưa thì có thể là cho đấy các bạn, cho ít một dừa đi một tí. Anh em chọn đều lên, em dưới nhân nước đã quay đấy. Đấy em trồng một mẻ rồi các bạn, đấy em trồng một mẻ rồi. Cho tí nước vào trồng thì nó mềm tay hơn các bác nhá, nó mềm tay hơn rất là nhiều. Ui, chưa cắm à? Chưa cắm, đây lấy vòi này. Nó mềm tay lắm. Tiếc quá, hôm nay em lại chưa có phân dê. Thế là đành em lại phải bón phân dê sau. Chứ có phân dê cùng luôn thì đẹp quá các bạn. Ok. Ok rồi các bạn. Đấy, anh em thấy nhá. Đây, em trồng sáng rồi này. Với lại mấy đứa nó trồng ra thì có con đấy này em. Đấy cho anh em xem luôn, rất là béo. Trồng hết lũ này tầm hơn 100 kg các bạn. Đợt trước thì dòng được hơn 1000 kg rồi. Và tí nữa em sẽ nhổ cái chậu này ra để cho anh em xem những cái thành phần giá thể của em. Trồng là 51 nha các bác nha. Bây giờ ngày trước các bác. Ngày trước thì người ta cho mùn xốp xiếc ở dưới nhiều. Nhưng bây giờ là những cái thành phần này chậu giờ ngắn là bọn em không cho xốp nữa nha các bạn nhá. Chơi than to như này này các bạn. Đấy các bạn thấy em cho nhiều than chưa? Cứ này mà chơi được các bạn. Không cần phải lấy ra cái gì, cho tí cái than vụn vụn này lên. Cho tí cái than vụn vụn ở chỗ này nha các bạn nhá. Đấy anh em có thể thấy cái than của em ngâm này. Các bạn này. Vôi viếc này. Đây quay sát vào đây anh em xem than tí này. Vùi viếc các kiểu luôn này. Nhưng bây giờ em sẽ trồng ạ. Trồng thì trước mắt em cứ cho cái dây vào đây trước đã. Cho nó dễ. Nó dễ làm. Đây các bạn này, anh em có thể xem qua bộ dễ và tí nữa em nhổ cái kia ra cho anh em xem. Trắng tinh luôn. Rất đơn giản các bạn, trồng lan thì rất đơn giản luôn các bạn. Cực kỳ đơn giản. Đấy, anh em có thể nhìn này. Đấy. Sau khi cho xong cái này, anh em có thể chỉnh chiếc thoải mái, gốc nghiếc như thế nào. Thì chốc gốc nghiếc thì anh em nên cho trồng cao lên một tí. Đấy, vào chính giữa chậu này. Dễ nhất là anh em có thể chỉnh được nha các bạn nhá. Chỉnh thoải mái luôn ạ. Đấy, em cho
em cho cái mùn dừa này vào. Như này không bao giờ sợ ẩm quá. Các bác thấy chưa? Không bao giờ phải lo nhá các bác nhá. Không bao giờ lo ẩm vì bên dưới nó toàn than, mà nhiều anh em cứ sợ ẩm nhất, nhưng mà thực ra là không sợ vì mình làm theo liều lượng của mình làm theo khí hậu của mình. Đấy, em dòng cao tháng này. Xong rồi mấy hôm nữa thì em bón phân vào đây. Bón phân vào xung quanh này nha các bác nhá. Mình bón cho phân dê, phân chuồn quế. Ok. Xong một con. Rất là nhanh các bác ạ. Mình cứ tiến hành thế này thôi. Từ từ em nha. Em nhổ cái chậu này ra cho anh em xem cái giá thể của nó. Thôi em sẽ trồng tiếp nha các bác nhá. Đây này. Thành phần này nó mềm mà. Thì anh em có thể là đấy thoải mái. Đây. Đây. Đây các bác ơi. Khi nào anh em mà làm được giá thể mà trồng 5-1 mà nó trắng tinh như này mới gọi là thành công rồi các bác này. Còn nếu như mà anh em mà trồng giá thể không trắng tinh như này mà có cái rễ nào thối thối ấy là hỏng đấy. Nó có phải trắng tinh cơ. Đây anh em có thể xem qua bộ rễ của nó. Đây các bác nhá. Anh em nhìn bộ rễ nó khủng khiếp chưa? Bộ rễ 5-1 này. Trắng tinh này. Anh em không nên rũ cái này ra. Các bác cứ để như thế này cho em. Để tạm ở đây đã. Để em lấy cái thành phần này ra cho anh em xem. Nó đơn giản không nhưng mà. Đấy, rễ này. Ít rễ hay nhiều rễ nhưng bao giờ nó phải trắng nhá các đầu rễ nhá bác nhá. Nếu có đầu rễ này thâm rồi là hỏng rồi đấy ạ. Là bắt đầu là bị do giá thể bẩn nó thối rễ rồi đấy. Đấy, bộ rễ này. Thích chưa? Mấy em trồng một thời gian nó sẽ béo, béo mũ mụ luôn. Đây. Thì rất nhiều anh em có thể băn khoăn. Đây này, trồng 5-1 thì có cho xốp. Trồng 5-1 nha các bác nhá. 5-1 từ cuối năm là phải tách ra rồi. Thì em có cho xốp. Còn không là không cho. Đây, có con dĩn rẽ rẽ giữa như này, bé như con muỗi mà đầy rễ này các bác này. Đây. Còn đây này các bác này, em sẽ đổ ra cho anh em xem thành phần giá thể của em. Đấy, con thi tốt đẹp, chả có gì đâu các bạn. Có tí phân trâu này, phân dê này. Và toàn bộ là than không này. Đấy, các bác nhìn chậm, ít rêu bên trên thôi. Chả có gì nha các bác nhá. Và con kia vẫn cứ tốt đẹp như thế này này. Đấy, anh em có thể xem, bộ rễ trắng tinh. Nên là quan trọng nhất là vẫn là khâu làm giá thể nha các bác nhá. Đấy, anh em có thể nhìn này, kỹ qua này, chả có cái gì. Không gọi là có cái gì là đặc sắc hết. Toàn than thôi. Bây giờ mới tăng cường thêm một ít thôi. Em mới tăng cường thêm một ít vỏ thông mịn bên trên để cho nó bổ sung chất dinh dưỡng. Những chất dinh dưỡng mà có thể là than nó thiếu, vỏ thông nó lại có, thì em có thể là trộn thêm một ít nữa các bạn ạ. Đấy, bên dưới thì cứ than to mà táng anh em nhá, cứ than to mà chơi thôi ạ. Đây, xong em cho một tí than nhỏ này thôi. Trồng lan này nó không cầu kỳ đâu các bạn ạ. Trồng nó dễ mà. Càng cầu kỳ quá nó lại càng không lớn. Như kiểu mình chăm quá mà. Ví dụ phun thuốc mình phun phải đúng thời kỳ, đúng thời điểm, đúng bệnh. Như ví dụ như mình chăm phun quá mà không đúng thời kỳ, không đúng thời điểm thì nó cũng, nó còn chột cây đi, đúng không các bác? Nên là cứ phải đúng thời kỳ, đúng thời điểm. Hôm nay là em trồng vào 28 tháng 12 rồi. 2 ngày nữa là Tết rồi các bác ạ. 2 ngày nữa là sang Tết năm 2020 dương lịch rồi. Thì anh em cứ buộc như này đã. Này các bác này, cứ buộc xong như thế này. Còn các bác cứ chỉnh lên chỉnh xuống thì đây, thế này. Đấy, dễ riếc thì anh em có thể là ví dụ nó chưa đều lắm thì anh em có thể giải nó ra, lấy tay mình vén nhẹ ra tí. Đấy các bác thấy chưa? Rất là đẹp, bộ rễ này ăn xuống giá thể mình sạch thì chỉ một mấy hôm thôi thì có mà không phải suy nghĩ luôn. Đấy anh em xem thế này, nhiều bác cứ tưởng là nhiều nhưng hóa ra nó rất là ít và độ ẩm cao. Xong rồi mấy hôm nay thì em không phân dê, mấy hôm nữa em cho hết phân dê vào đây. Đấy, anh em trồng xong anh em vỗ vỗ cho một tí cho nó chặt chặt xuống, trong tí nữa là mình tưới nước các bạn, mình sẽ tưới nước. Đây một tí này. Anh em nhớ phủ qua kín kín cái rễ đi nha các bác nhá. Không rồi ánh nắng vào lại chết mấy cái rễ, phí. Phí cái rễ đi. Mình làm vườn đấy các bác, hay là kể cả chơi cũng thế nha các bác nhá. Anh em cứ cho em nguyên một loại móc thôi.
bác đừng có làm nhiều móc quá. Nhiều móc quá mà vào vườn của mình nhìn nó cái chậu dài chậu ngắn nó xấu. Như ví dụ kể cả là những cái chậu kỳ anh em mới chỉ nên trồng nguyên một chậu móc thôi, đừng có ấy nhiều các bạn. Đấy, giá thể toàn ngâm xử lý sạch sẽ lắm rồi. Đấy, anh em có thể thấy giá thể cực kỳ kỹ rồi. Bọn em thì đa số toàn giờ rồng một dây đồng, rồng bé lúc bé thì bọn em không cần dây, nhưng mà lớn này thì dây để gông nó thành một hướng. Con này hơi lắm than rồi này. Có con gì nó yếu đây nữa biết. Thì bọn em trồng là bọn em cứ nắn luôn, nó thẳng treo về hướng móc luôn. Xong một lúc mình ấy là mình quay về cái hướng mặt trời ấy các bác. Cho quay về hướng mặt trời dễ, thì con nào nó vảnh vảnh lên thì mình ấn nó xuống một tí. Đời nhiều quá nhá, đừng giả lắm các bạn. Nhớ là trồng cao gốc lên các bác nhá, cao gốc lên nó đẻ nối, là sau này mình bón phân nó đỡ lấp. Em này đang tiến hành là trồng mấy chục chậu rồi. Nãy về chỗ em nó mưa. Nếu chỗ em mưa đang trồng nó nghỉ. Nghỉ vẫn ít. Đấy, trồng xong anh em vỗ cho em mấy cái như này, nó chặt bụng cho cái. Đây nha các bác nhá. Xong rồi khi mình trồng xong thì mình sẽ tiến hành tưới nước. Các bạn mình tưới nước đi. Ở ngoài này cắm điện chưa nhỉ? Chưa. Còn đây các bác nhá, khi mình trồng xong thì anh em đã tưới cho em, tưới trực diện vào. Đây này, vòi này thì tưới chuyên tưới lan đấy. Anh em thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Thì sau khi tưới xong như thế này các bác nhá, anh em để giá cho em khoảng 1-2 tiếng thì anh em phun cho em nano bạc nha các bác nhá. Bởi vì là khi mình trồng ấy các bác, có thể là cái than thiết hoặc là tay mình quệt vào những cái lá thì nó có thể là nó bị xước lá. Mà đã xước lá là rất dễ gây ra bệnh. Thì anh em có thể là phun cho em nano bạc. Nano bạc là liều lượng chuyên dùng cho lan mà nó rất nhẹ. Nó vừa đủ liều lượng cho cây lan, nó không nặng quá. Còn những loại khác nó có thể là nặng hơn. Và cây mình dưới mới trồng thì nó có thể là bị ảnh hưởng một tí. Thì anh em có thể là phun nano bạc cho em là chuẩn nhất. Đấy anh em tưới như này em. Cho nó dí xuống như này. Đấy rất là đẹp. Đấy, sau khi mình trồng xong nó như thế này luôn các bác này. Nó sẽ cứng cây luôn, cứng cáp cây luôn nha các bác nhé. Cẩn thận lại dò mấy bên kia. Đây thì gần như là không ảnh hưởng gì đến tưới cây hết mùa này các bạn ạ. Đây là em giới thiệu với anh em là những con mà em trồng là cách đây độ khoảng 20 ngày. Thì bây giờ các bác nhìn này, dễ ra bám kín hết chậu rồi. Phân em tăng cường lên, phân trùn quế, phân Hà Lan, phân dê thì em có tăng cường lên sau. Đây, thân nó rất là đẹp. Em quay anh em xem có mấy con trồng trước thì nó sẽ khác hẳn với những cái con mình mới trồng. Lúc trồng nó bé, nó béo mà. Đây này các bạn này, em giới thiệu với anh em. Đây này các bạn này. Đấy, trồng đơn giản như này thôi. Kỳ năm 2 này, siêu to khổng lồ luôn nha các bạn nhá. Chắc được tầm 23 mấy nhỉ. Kỳ năm 2 đây ạ. Kỳ năm 2 lên phi 25 này các bác này. Đây là những dòng giống phi 30 đấy ạ. Giống siêu to khổng lồ. Siêu to khổng lồ luôn nha các bác nhá. Thì anh em trồng như kiểu thế thì có thể là nuôi được cây lên đạt, nó có thể lên như thế này luôn. Thấy chưa? Chỉ cần 52 thôi nha các bác nhá. Năm 1 thì anh em cứ trồng như này, sang 52 mà đúng giống tốt, giống chuẩn nó sẽ lên được như này. Các bác nhìn rõ chưa? Đấy ạ. Đây này các bạn này. Đây này. Đây này. Đấy. Thân 52 này. Thì mình cứ thế thôi. Giá thể thì cứ đơn giản thôi. Ngày trước là quần trồng còn cho xốp, nhưng mà bây giờ mình không cho xốp nữa, để cho nó ăn thẳng xuống dưới này luôn. Thì nó nhiều giá thể hơn, thì nó còn lớn nữa nha các bạn nhá. Thì toàn thể các bác, anh chị em xem video của em thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho vườn lan xứ Mường của em với nhá các bác nhá. Đấy ạ.
Bây giờ em đang chuẩn bị là trồng nốt mấy cái chậu này. Thì chắc là em xin kết thúc video ở đây để em trồng nốt nha các bác nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác ạ.